Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Việc chọn mua cục đẩy công suất cho bộ dàn karaoke ngày càng phổ biến. Trước kia thì cục đẩy công suất thường được sử dụng cho dàn karaoke kinh doanh, nhưng sang đến năm 2018, những phòng karaoke gia đình cao cấp khách hàng đều chọn mua cục đẩy công suất. Và ngày hôm nay chúng tôi muốn mang tới cho quý vị và các bạn một chiếc cục đẩy công suất đến từ thương hiệu FamouSound nổi tiếng. Sản phẩm đã được bán chạy tại Bảo Châu Elec đó là cục đẩy hai kênh FamouSound 3208 với rất nhiều ưu điểm nổi bật như thương hiệu nổi tiếng, tính năng hiện đại, đặc biệt là công suất khuếch đại lớn 1000W x 2 kênh ở chế độ 8V thì quá đủ cho phòng karaoke gia đình và đáp ứng tốt cho phòng karaoke kinh doanh. Và ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi đi khám phá chiếc cục đẩy này. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Các bạn có thể like và nhấn đăng ký tham gia để theo dõi các sản phẩm uy tín và chất lượng nhất. Các sản phẩm cục đẩy đến từ thương hiệu FamouSound đều là sản phẩm cao cấp có mức giá khá cao, nhưng từ khi Bảo Châu Elec phân phối thì giá thành đã giảm rất nhiều so với sản phẩm khác trên thị trường, bởi vì các sản phẩm này đã được chúng tôi phân phối trực tiếp từ nhà sản xuất không qua trung gian nào. Việc mua những cục đẩy chính hãng tại Bảo Châu Elec, quý khách sẽ không phải lo sợ mua phải sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ và hiển thị công suất giả. Nhưng với cục đẩy này, tôi có thể khẳng định đây là một sản phẩm chất lượng và có độ bền cao. Đây là một thiết bị khá nhỏ gọn với sử dụng công nghệ khuếch đại Class D, được hãng tự nghiên cứu lên kích thước sản phẩm nhỏ hơn so với các sản phẩm khác trên thị trường, lý tưởng trong những không gian vừa và nhỏ. Với kích thước chiều rộng 483mm, kích thước chiều sâu 245mm, chiều cao 89mm với trọng lượng 13,3kg. Như các bạn cũng nhìn thấy, mặt trước của cục đẩy được thiết kế hợp lý với khe tản nhiệt lớn, giúp cho không khí đối lưu từ phía trước ra phía sau làm mát hiệu quả hơn. Tiếp đến là bảng điều khiển của cục đẩy. Là dòng cục đẩy hai kênh có thể hoạt động riêng biệt độc lập với nhau. Trên bảng điều khiển có hai đường luân lưu điều chỉnh. Các ký hiệu đèn nét hiển thị chi tiết kết quả điều chỉnh các kênh, chú ý để hiển thị đèn nét màu xanh là hợp lý nhất. Ngoài ra trên bảng công tắc nguồn, tên của sản phẩm và logo của nhà sản xuất. Như các bạn cũng nhìn thấy, mặt sau cục đẩy bao gồm cổng kết nối dây nguồn, các cổng đầu vào của input 1 và input 2. Tiếp đến đó là các đường gian loa bao gồm các cổng set 1 và set 2. Và đây là hệ thống quạt làm mát của cục đẩy. Vậy là tôi đã giới thiệu xong các thiết kế và chi tiết bên ngoài cục đẩy. Còn bây giờ hãy xem bên trong sản phẩm có gì đặc biệt nhé. Các bạn đừng quên like và nhấn đăng ký kênh YouTube của Bảo Châu Elec để theo dõi các sản phẩm uy tín và chất lượng nhé. Mở vỏ cục đẩy ra, các bạn dễ dàng quan sát bên trong. Các chi tiết được hàn nối ghép cẩn thận, các điểm hàn nối chắc chắn, dây nối được sắp xếp gọn gàng. Bên trong bao gồm các tụ và các sò công suất. Với điện áp hình xuyến chắc chắn sẽ đem lại công suất cao, hiệu quả, vượt trội so với các sản phẩm khác. Điều đặc biệt của cục đẩy FamouSound 3208 đó là sử dụng công nghệ Class D TM, một công nghệ tiên tiến với âm thanh công nghệ hạ kỳ tuyệt vời, mang lại công suất cao cho âm thanh mạnh mẽ, chính xác nổi bật so với đối thủ cạnh tranh. Công suất tối ưu hóa hoàn toàn khi đạt tới 1000W x 2 kênh ở chế độ 8V stereo, 1200W x 2 kênh ở chế độ 4V stereo, cho chất âm nội lực hơn, âm thanh hầu như không có sự sai lệch, các giải âm tách bạch. Đầu vào cân bằng CBRR nhạy cảm cao để giảm tiếng ồn, cực ít méo tiếng với chỉ số nhiêu âm THD 1%. Lấp trong lòng mình những đắng cay, ngày dài thấm thớt rơi, muốn quên đi những phận bèo trôi, ngọc ngà cũng mấy phe, lấp trong buồn hoài cũng thấy quen, ngồi buồn ngó ngó xe, trách sao tôi đời này đò đè, chờ người. Cục đẩy này chỉ có giá 8.490.000 đồng mà thôi. Đây là mức giá rất cạnh tranh so với những cục đẩy khác cùng phân khúc. Để chứng minh cho điều này, quý vị có thể so sánh các cục đẩy khác trên thị trường có cùng công suất 1000W trên 2 kênh sẽ thấy FamouSound 3208 có mức giá tốt như thế nào. Quý vị hãy tránh xa những sản phẩm có giá rẻ và không có nguồn gốc xuất xứ, vì những hình thức bên ngoài có thể giống nhau nhưng khi thử âm thanh thì sẽ không sang mà hát rất nặng. Và khi mua hàng tại Bảo Châu Elec, bạn còn được hỗ trợ trả góp với rất nhiều ưu đãi hấp dẫn. Thật là tuyệt vời đúng không nào? 0255 hoặc truy cập website baocheuelec.com để đặt hàng. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi và lắp đặt tận nơi. Đừng quên bấm like và đăng ký theo dõi kênh YouTube của Bảo Châu Elec để chúng tôi luôn mang đến cho các bạn sản phẩm phù hợp nhất. Còn bây giờ xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Hàng nhanh chóng qua tổng đài 19000255, thanh toán tiện lợi bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Giao hàng tận nơi nhanh chóng, đổi hàng miễn phí trong vòng 7 ngày do sản phẩm có lỗi do nhà sản xuất. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng 19000255 hoặc truy cập website baocheuelec.com.